Đây gọi là thanh long nhà. Chị cầm cái bao cho em xem. 2,5 kg, 3 kg các bạn. Quả này phải 3 kg. 3 kg đấy. Thơm lắm. À, đội nón này đi hái thanh long. Ra vườn hái thanh long thôi các bạn ạ. Sẵn quần thì con em không là con gì nhỉ, con vắt. Có vắt đấy. Vừa mưa to tướng rồi bây giờ lại bắt đầu đắng rồi. Đây này, phải kéo quần lên. Không là con vắt nó leo lên lúc nào mình không biết á. Đấy. Gai cắm cũng phải chịu. Chưa, xài rồi, chín hết này. Ôi không có cái rổ nào Phụng. Lấy con dao mới lấy cái rổ đi. Chị lên chị đi này. Mang dao lên mới cắt được các bạn. Kéo không cắt được đâu. Ra vườn. Chào các bạn, bà xã Hiệu Châu đi thu hái thanh long nhá. Các bạn đi thu hoạch thanh long của mình. Đây. Đây gọi là thanh long nhà. Chị cầm cái bao cho em xem. Cầm đây. Nè cầm luôn. Hai chị em cắt chắc cả chục ký. Chỗ này phải hết cả chục ký hơn ấy. Hai trái là được ký rồi. Đúng là thanh long này, thanh long sạch. Quanh năm chả có tí phân, tí thuốc nào. Cứ tự nó lên đây. Sườn gió này, bao nhiêu mà cũng lên. Nó gọi là nắng gió. Đây, đứng ở đây cơ dâm. Nó vừa mưa vừa nắng các bạn ạ. Vừa nắng vừa mưa. Ăn hết cái cây này. Đấy, vẫn còn bên này nữa. Một trụ này á, thu hoạch được bao nhiêu. Mấy cái này này. Để đằng hộp nó có cắt cho đâu. Ừ, cậu cũng chả cắt đâu mà. Ui, bên này mấy trái liền. Vàng ươm, đỏ, à, chết đỏ. Trái xanh, trái chín cắt hết. Về để nó chín. Gài lắm, cái thanh long nó có gài á, cắt nó khó lắm đấy chứ. Rồi, xong một cây. Đáng lẽ một... ba trồng cây này trồng nó cả mất này, nó không trồng lên này. Một cây là được một bì như này đây các bạn. 5 kg rồi. Bên này lội vào đây. Đến trụ thứ hai. Đấy. Rồi đây. Truyền nhau đây. Đủ loại trái cây. Tí nữa rẽ qua bên cây sầu riêng ở đây xem nó có rụng quả nào. Wow, trái này to thế. Vừa to vừa chín này. Nó vẫn đang ra vòi hoa tiếp đây này các bạn. Vòi cả dưới đất luôn. Này, vòi hoa dưới đất luôn. Này.
Tung rồi đây. Cắt hết. May quá rơi vào đây. Đấy. Hết rồi đấy. Quả này quả cuối cùng rồi đấy. Chờ vài hôm nữa. Xong. Ôi trời ơi. Có phải mang bì đi nữa không đấy? Xách một đồm này. Một đồm nặng rồi các bạn này. Để lên trên này cho nó khỏi mưa. Để trên nhà này này. Leo lên bậc cầu thang này. Đấy, leo từng bậc một này này. Đây, để đây. Tí nữa lên nhà thì bắt xách lên. Để đây đã, bây giờ đi xem sầu riêng có dụng không các bạn ạ. Đi tiếp ra vườn này. Vườn ngoài thì xem sầu riêng. Vườn nhà em mình rộng lắm các bạn ạ. Đây là ở hồi con tum ấy. Rất là rộng. Nhà rộng, vườn rộng. Đấy, em nó đằng kia rồi. Qua một cánh cổng nữa. Ui, cây dòi nó to. Dòi năm nay hết quả rồi. Cây vú sữa. Cây dòi. Đủ loại cây. Lá chặt rồi. Những cái trụ tiêu. Ôi tiêu nó chết hết rồi à Phụng. Ờ chôm chôm chả thấy quả nào. Năm nay mất mùa chôm chôm rồi. Ôi tiêu này. Tiêu còn lác đác à. Nó chết hết rồi. Nhãn này. Năm nay để khôi phục lại cái vườn này, năm ngoái bỏ là nó chết hết à. Chôm chôm một vườn đi các bạn, một vườn chôm chôm mà năm nay không có được thu gì. Đấy, phát cỏ cho cây. Đây, cây sầu riêng. Cây sầu riêng năm ngoái sai lắm đây chưa? Năm nay không có quả mấy. À, nó rụng, à, nó rụng rồi, chín rồi. Cây này còn hai trái các bạn. Cái này sầu thái năm nay mới ra. Sầu thái này. Sầu thái nó hay cong queo ngoằn ngoèo này đây. Đấy. Ô, bốn trái luôn. Đây đây, hai trái dưới gốc này. Sầu ra tận dưới gốc luôn. Nhưng mà còn xanh chưa ăn được đâu. Có bốn trái sầu riêng thái đấy các bạn này. Năm nay năm ngoái nhặt cây này đều luôn. Mà năm nay chẳng thấy có quả mấy đâu. Năm nay mất mùa rồi. Cây dưới kia cũng thế. Cây dưới năm ngoái nhặt bao nhiêu. À có trái sầu rụng rồi. Đây đây đây. Rụng một trái rồi các bạn ơi. Có sầu ăn, có sầu ăn. Ồ. Rụng hết rồi. Đây. Trái rụng đây này. Sầu thái. Ui ngon lắm. Được rồi, được rồi. Được trái đẹp rồi này. Ồ đụng vào cái chín. Cái chín không? Cái này cũng gần chín rồi. Ờ, nó côm côm ra là chín. Đấy, còn được 3 trái dưới gốc các bạn ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Dụng được 2 trái kia. Cái này cũng gần rụng. Kệ nó. Còn đây, lúc nào dụng ăn cho nó ngon. Đây này Phụng ơi, 2 trái đây này. Xem có chín không. Ô, trái này sắp chín rồi. Ô, mấy bữa chiều lắm nó rụng nó trơn rồi ta. Ôi, đầy kia kìa. Đấy, chín rồi. Cái trái đây chín này. Còn trái này xanh hơn này. Đụng vào nó không rụng. Trên kia. Trên này có mấy trái nhưng mà chưa chín. Nhỏ. Năm ngoái to lắm. Năm nay sầu nhỏ hơn.
Thế hả? Đây cây đây nữa đây. Đứng chọc chỗ trời này mà cũng được. Được 5 trái. 5 trái. Gõ đi. Ồ, đơ đơ. Mấy trái này còn xanh lắm. Chưa ăn thua. Dụng lại biết có được đến ăn mình ăn không đấy chị. Đây này, bờ rào đây này, nhưng mà người ta trèo rào vào, người ta nhặt trước mình luôn đấy các bạn, chứ không phải mình được nhặt đâu. Vừa rồi em phun còn một bãi thì chưa phun một cỏ nữa. Kinh chưa? Vườn mênh mông ra. Em hạ bớt cây nó thoáng đấy. Ừ. Chứ không như mấy năm nó rậm rì rậm rịch chứ. Mênh mông nhưng mà tiêu chết gần hết rồi. Tiếc quá, một vườn tiêu luôn các bạn. Còn mỗi cái trụ à. Đây, cây sầu này cũng đang lên rồi này. Đang thôi, chăm mấy cây sầu riêng nó lên cũng được lắm đấy chứ. Cây này, này chết rồi này. Ừ. Chết mấy cây sầu. Sầu đây, mấy cây này cây thái hết đấy. Đây, toàn sầu riêng thái đây chứ các bạn. Đây này, chăm vào là được mấy hàng sầu riêng thái luôn đấy chứ. Thôi, nhặt được hai quả sầu riêng rồi. Cây này nhiều lắm rồi, nó rộng ghê nhỉ. Cái đấy gần chín rồi đấy. Có bứt không? Thôi kệ đi, bứt thì về sợ nó non lại chả ăn được. Ờ, để Dụng mà ăn. Mà Dụng thì không biết có nhặt được mà ăn không. Lại người ta nhặt cho. Đấy, thế là có sầu mang về rồi. Ra vườn nó có sản phẩm rồi. Ồ, cây đấy cái tán nó cũng đẹp nhỉ. Cây đây tán cũng đẹp này. Hứa hẹn sang năm này. Cái cây sầu trên này này cũng đẹp này. Đấy. Được 4 quả này nó cũng đẹp này. Cây đó nhiều lắm á, rụng hết còn lá này. Thế hả? Thế mà thấy có 4 quả. Cây này cũng đẹp các bạn ạ. Sầu ăn hết trơn cái lá rồi. Ồ này, nó ăn hết cái lá này này. Đây, nó bị bọ đấy. Khô lá này này bị bọ. Ngậu mất rồi này. Thun hết này. Này này phải phun thuốc này. Con gì lên? Không phun thuốc là nó không lên được. Là sang năm nó không có trái. Đây, đây, đây. Đây cái con này này. Đâu đâu đâu. Đâu con nào? Con bọ cánh cứng đó. Con bọ cánh cứng hả? Ồ, trồng sầu riêng các bạn ơi, đề phòng con bọ cánh cứng. Đấy, em nó làm mãi nó quen. Đâu, rồi. À đây. Đây, 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 con bọ cánh cứng này này các bạn này. Đấy. Nó ăn sầu riêng ghê lắm. Nó ăn cái lá sầu riêng ấy. Cho nó súng như này luôn. Mợ phải lấy cây dí nó mới chết. Con này nó khó chết lắm. Mày phá hoại. Chết rồi. Còn nếu nó hút nhựa cây luôn. Nó hút nhựa ở những cái ngọn non ấy, là những cái đọt non nó chết hết nè. Không ra trái, không ra bông được nữa. Bọ cánh cứng nó phá hoại sầu riêng ghê lắm. Đấy. Vặt cành. Tỉa cành. Tỉa cành tâm. Ừ. Để nuôi những cái cành to thôi. Này, những cái cành nhỏ nhỏ này này là mình phải vặt hết các bạn. Thu hoạch xong này vặt đi để nó nuôi những cành lớn thì nó mới có trái được. Này, vặt hết. Cành nó gọi là cành tăm. À, cành tăm. Đây là những cành tăm. Nó không thể ra hoa kết trái ở những cành này mà tốt được đâu. Bỏ hết. Đây, rất nhiều những cành tăm như này, vặt hết. Thu hoạch xong là phải vặt, đi vặt cành. Bón phân rồi tiếp tục. Đã nhỉ? Chị nhìn cái lá thằng Thái nó khác cái thằng Mu là chỗ đó, trái nó cũng khác. Ừ. Đó là thằng Ri. Bữa hôm nó ra dày đặc cái chỗ này này. Thế hả? Ừ. Thế là mình có được đem về không hay là... Đó. Mình có được nhặt đem về không? Nhặt cái gì? Đâu mấy cái trái đó là nó bị ấy, nó bị rụng nâu mà chị. À...
Còn bốn trái này là chắc ăn rồi đúng không? Đấy, thế là xong. Ở nhà em còn... Thôi đi về. Hết vườn trên dãy về đến vườn nhà. Đây là cái vườn ở nhà các bạn ạ. Cắm đi chị ơi. Đây đây. Cắm đây to nhất đi. Lúc nãy là vườn trên dãy, còn đây là vườn ở nhà. Mỗi chị em một trái. Hai ký rưỡi, ba ký các bạn. Quả này phải ba ký. Ba ký đấy. Thơm lắm. Thôi đi vào. Lần này thì vào thật rồi. Ra vườn là thu hoạch được hai quả sầu riêng rụng và một bì thanh long, một bì thanh long chục ký. Mang về thắp hương các bạn ạ. Tam bưởi. Mua này mấy trăm đấy các bạn. Ôi giời ơi. Xong rồi. Về đến nhà rồi. Đấy, đi lên cầu thang này mới lên nhà trên được các bạn ạ. Xách đồ lên nhà trên. Nặng lắm. Chục cân mà chê ít gì đâu. Ôi dồi ôi. Anh Việt đâu ơi? Đây. Đây. Rồi đến ghế này. Triệu tập được đội quân nhí đi xách dầu riêng rồi. Đấy, xách đi. Xách, 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 xách. Đấy. Ờ, Hà xách một trái. Ôi, cả hai trái luôn hả? Ôi, nó tung ta tung tẩy hai trái sầu riêng. Giỏi chưa? Con nhà nằm nông có khác. Rồi, xếp lên đấy cháu. Cháu mình ạ. Cháu gái. Còn nhà em trai. Để đâu rồi Ngân Hà? Ừ, để ra góc đấy. Một đàn vịt này các bạn ơi. Vì nó tắm trong cái bạt này các bạn. Con bơi. Chẳng có ao hồ gì. Nó cứ tắm ở cái bạt đọng. Nước mưa nó đọng cái bạt mà nó tắm vui vẻ này. Thế đấy chứ. Hai chị em đi nhặt sầu riêng về, bây giờ là khui sầu riêng. Ôi kìa chín. Chín chưa? Chín rồi hả? Đấy, chặt như chặt mít thế này. Cái gì sáu nó phải chặt vậy. Nó như là sầu thái. Yên để tôi ra ngoài này. Bồ như bồ mít ấy. Hai chị em đi vào vườn sầu riêng. Nhặt được hai quả rụng thôi các bạn ạ. Có hai quả rụng thôi. Còn đâu là nó chưa chín đâu. Chúng phải vào sầu, vườn sầu riêng mà lấy được quả chín thôi. Hai có mỗi hai quả chín cả một vườn ấy. Ôi dồi ôi. Cái gì sáu này này. Gì sáu bổ khó lắm. Rô ta rô huẩy. Ờ, phân mệt. Bổ được trái sầu riêng là đói luôn rồi. Xong bắt đầu là bổ xong là ăn là vừa. Mày. Cái củ, cái vỏ nó dày lắm. Gì á, mấy năm bổ dễ mà. Thì cái vỏ nó mỏng á thì bổ nó dễ. Vỏ thì nó dày. Đấy, được rồi, được rồi, được rồi, đúng khe rồi. Nó phải đúng khe của nó là bổ nó dễ. Úi trời ơi. Rồi. Wow, được rồi, được rồi. Đấy, cái mỏng, chín vàng ươm này. Để đấy, để đấy.
Wow, đẹp chưa? Muối nó nhỏ quá. Đây, cái muối nó nhỏ nhỉ. Ủa, đấy đẹp rồi. Ngon hơn tí về phần cho nam muối. Thôi nó cần phần cho nam muối. Đó, cầm trái đấy về. Cái này sợ có ăn được không ấy, sâu rồi. Cái bữa ra. Cứ bữa hết ta. Đấy, bổ trái thứ hai. Cái này nấp gạn. Nấp gạn, nó sợ mà. Đấy, sâu đấy. Chín chưa? Chín rồi, chín thì chín rồi. Chín rồi. Cứ chặt cái đuôi ấy, xong bắt đầu tách nó ra. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi là dĩa nó được, được không? Này gai to đau chứ. Kinh nhục, bò ra bộ sầu riêng. Được không? Wow, được không? Đừng có gỡ. Để cho nam cái là gỡ nó chặt bỏ bi cho nó. Bỏ bi được không? Sợ nó nhét đâu. Để như thế này thì ta mãi được. Chặt bỏ bi, bỏ hộp cho nó. Ừ, bỏ hộp, có hộp bỏ vào. Để thử xem nó ngon không vậy. Ừ, ngon. Đấy. Wow, ngon. Quá ngon, cái này ngon. Cháy. Được rồi. Có kinh nghiệm lắm rồi đấy. Chủ vườn mà lại không có kinh nghiệm bổ sầu riêng nữa thôi ấy. Hỏi rằng ai có kinh nghiệm bổ. Ôi dồi ôi, đúng là mùa sầu riêng. Đến đây chỉ có ăn sầu riêng thôi. Đấy, để đây ai muốn ăn thì ăn các bạn ạ. Ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn ấy. Thoải mái luôn. Về đến nhà rồi vẫn ăn sầu riêng tiếp. Đây là cái muối này là muối bị sâu đấy, để mình ăn thử cái muối bị sâu xem sao nhá. Vẫn ngọt nhưng hơi sượng. Cảnh này các bạn này, đẹp chưa?